Vua tự chiến hả? Ai đặt cho mày vậy? Cao bao, mày là vua. Chưa hay lắm đâu, xích khả. Quý giới sẽ chậm đi lại nha, thì lại là SinaVN đây. Thật sự để mà nói là cái thằng xích khao mã hầu nó bá đạo quá nè em ơi. Đấy, thì ngày hôm nay tôi cũng đã quyết định đó là hành trình đi xuống Cà Mau tìm nhân tố đầu tiên, đó chính là Quỳnh Tà. Đã tới đây rồi sẽ có người thà, ai sợ thì về nhá. Quỳnh Tà Gaming. Tôi nghĩ rằng của Quỳnh Tà chắc giờ chắc pha lên mình quá. Ok anh em, thì hiện tại tôi đã đến gọi là Cà Mau rồi anh em ơi. Cái đường này tôi thấy quen quen, thì ở chỗ này anh em cũng biết rồi, ở trên có một cái clip TikTok của thằng Quỳnh á anh em à, là nó quay ở cái góc này. Thì bây giờ tôi với lại Musley sẽ quay lại đó coi phải có nhà Quỳnh hay không nha mọi người. Ok. The next day. Quỳnh Tà. Mày biết ngày hôm nay tao xuống đây làm gì không Quỳnh? Làm gì mà? Tao muốn nói một cái điều rất là quan trọng, tao cần mày giúp đỡ Quỳnh nè. Mà không ấy giờ vô nhà được đâu chứ ngồi nóng. Vô giờ vô phòng mày phải không? Vô phòng tao. Ok ok. Rồi tự nhiên hôm nay vượt mấy trăm km xuống dưới Cà Mau kiếm tao chi vậy ông nội? Mày biết rồi, tao là tao cũng đâu có rảnh đâu, mà ngày hôm nay mới tao bật cái thằng này quá tao mới xuống nó kiếm mày giúp đỡ nè. Cái thằng nào? Cái thằng mà mày biết, cái thằng mà mày có coi YouTube không? À cái thằng ngộ không à, thằng xích cao mã hầu á. Đúng rồi, xích cao mã hầu á. Ờ à, thằng đó nó kiểu nó bố láo đó mày, nó kiểu thách thức cái cộng đồng tổ chiến này, ai đánh bại được nó luôn ấy. Mà bây giờ nó đang da mặt tao rồi à. Giờ tao muốn mày giúp kiểu mày lấy lại ạt cho tao ấy. Là mày bắn thua nó hả? Cái gì vậy? Nhân tố mới à? Không biết nữa, tao không biết nó là nào ấy. Trong cộng đồng tổ chiến từ xưa giờ là tao đâu biết nó đâu, mày có biết không? Tao không biết đâu. Bây giờ nó ăn rồi tùm lum tà la người, bây giờ nó thách thức rồi từ này kia, nó bố láo lắm. Bây giờ giờ tao tin mày giúp được tao ấy, tao mới xuống đây tao kêu mày nè. Không biết à, mày bắn lại nó không nữa nè. À tao solo nó à. À mày giúp tao đi, dán solo được không? Ôi ơi, không sao sao. Anh làm được. Được được. Chắc chưa? Chắc mà. Uy tín. Ok, hy vọng mày sẽ lấy lại được rồi, cho tao. Rồi nào bắn. Mày bắn luôn. Rồi ok. Ok. Quay ra chào xích khao nha. Lâu rồi mới gặp, hôm rày lại tìm nhân tố à? Làm gì có mấy nhân tố nào. Chào thằng cu em xích khao nha. À, hóa ra thằng mập. Lộn, anh Quỳnh Tà đây sao? Ê Sena, công nhận thằng này nó mắc dạy dữ thiệt mày. Tao vậy đó, rồi mày làm sao hả thằng mập? Kệ mẹ nó đi Quỳnh ơi, thằng này trước giờ nó dạy mà. Gặp ngoài đời chắc tôi bá nó mấy nhát quá. Thôi tao không trách mấy đứa con nít đâu. Mà nghe nói dạo này mày cũng hot lắm hả? Có trình thật không thì tao không biết, nhưng mày biết tao đến đây làm gì rồi phải không? Mày đến để lại giúp thằng Sena lấy lạc nữa chứ gì, đúng không? Đúng vậy, nay Sena đến tìm tao thì tao cũng muốn thử sức với mày kèo nhẹ thôi. 50 củ, mày có dám chơi không? À đù, ngon vậy sao? Đúng là đại gia có khác. Điều kiện là gì vậy? Nói luôn đi. Mày thắng tao thì tao gửi cho mày 50 củ, còn mày thua tao thì mày phải trả ạt lại cho thằng Sena và tất cả những gì mấy ngày qua mày lấy của nó. Đầu tư dữ vậy mày, có ổn không không ba? Tao thì không thiếu gì ngoài tiền, nhưng sống phải có đạo đức và sống cho sạch, hiểu chưa? Hiểu rồi hiểu rồi, đạo lý cũng hay đấy. Tao cho kèo này, vào đi, tao cho tụi mày biết thế nào là ốc tiền ngu. Ok lượm, tạo phòng đi. Quý giới xin chào quý vị đại nha, sau 7749 ngày là tôi từ Sài Gòn đi xuống gọi là Cà Mau tầm khoảng gọi là 400 km, thì cuối cùng tôi đã nhờ được Quỳnh Tà giúp đỡ tôi trong cái kèo này rồi nha tất cả anh em ơi. Đó là Quỳnh Tà sẽ đối đầu với là xích khao mã hầu trong ngày hôm nay. À, nhưng mà trước khi diễn ra trận đấu này thì mình gọi là rất mong tất cả anh em giúp mình gọi là một nút like và một đăng ký để mình có thể gọi là đạt được gọi là 20k like ở clip này nha tất cả mọi người. Từ đó đến bây giờ làm cái kênh này mình chưa được 20k like bao giờ cả anh em ạ. Mình rất là hy vọng anh em xem clip nhớ nhấn like và đăng ký giúp mình nha mọi người, để mình có thể đạt được gọi là sớm nhất 500k người đăng ký cho mọi người. Ok, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là bắt đầu trận đấu giữa xích khao mã hầu và Quỳnh Tà. Vâng. Ngày hôm nay Quỳnh Tà đặt cho mình đó là cái tên Quỳnh Tà yêu rồi. Hay không biết Quỳnh Tà yêu rồi từ lúc nào, nhưng mà tôi thấy cái tên là chắc chắn rất là tình thương mến thương rồi anh em ơi. Hãy không biết gọi là có mấy chai vô ăn chưa nữa, nhưng mà nhưng mà giờ mà với cái cách bắn như thế này thì chắc gọi là 10 chai rồi anh em ơi. Bắn nó mượt như là xinh xiu như thế này mà. Ok, chúng ta cùng xem nha. Rồi mà ngày hôm nay mẹ rồi, sao cao bao vừa cho Quỳnh Tà một viên đầu rồi anh em ơi. Rất căng rồi anh em ơi.
rất là lâu rồi, nên mà liệu có gọi là dẫn đến bộ cuối hay không. Nhưng mà bắn câu này chắc chắn đến bộ cuối rồi. Quay lại một đầu nữa sẽ cao hơn. Ôi ơi, anh Quỳnh tôi, anh Quỳnh ơi, cố lên anh Quỳnh ơi. Anh Quỳnh còn có là 100 máu đâu mọi người ơi. Anh Quỳnh còn là 100 máu đâu mọi người ơi. Bên đây thì chúng ta đúng ra hay xích cao đang có cho mình là lượng máu đó là 500. Không mất một viên nào. Ôi ơi, cái quay bo rồi. Ê, xe cao kẹt bo, chặn nó luôn. Lực chặn bo luôn. Trời ơi, fan mà lấy tầm này mà fan mà lấy chơi đứa trời ơi là trời. Tầm này mà anh Quỳnh Tạ còn fan mà lấy anh em à. À, nhưng mà cũng gọi là rất là đáng khen đến từ GG cho anh Quỳnh Tạ. Một cái gọi là màn trình diễn rất là fanplay. Không có tình huống chặt chay trong vào đó. Nếu mà chặt chay trong vào đó thì xích cao hầu chỉ có con đường đó là tử vong mà thôi. Nhưng mà rất tiếc cho anh Quỳnh Tạ. Anh Quỳnh Tạ có một tư duy rất là fanplay và chơi sạch. Không dơ giống như là tôi. Đấy. Một đầu để ta chỉ nhau của ta. Ngang mau. Có lên Quỳnh. Có lên Quỳnh ơi. Đồ nãy mà chạy mày. Xích cao. Ha, tôi không hiểu luôn em ơi. Quá căng, quá căng rồi em ơi, quá căng rồi mọi người. Thằng kia bên kia nó múa keo không có thấy một cái góc khe hở luôn anh em không? Trời đặt keo rồi, đặt keo lia liệu vậy ơi, má ơi luôn anh em à. Quá là căng đến từ vị trí của Sức Cao Hoa Hầu. Còn bên đây là Quỳnh Tạ. Quỳnh Tạ đang cũng gọi là bắt đầu đặt keo và chống đỡ gọi là khá chi là nhiệt tình rồi anh em ơi. Vẫn chưa có một viên nào đến từ vị trí của hai đối phương. Và liệu Sức Cao Hoa Hầu là người kết nạp trước hay là Quỳnh Tạ đây? Vẫn chưa có tình huống giao tranh, chỉ là những gọi là pha nhấp nhả nhấp nhô thôi. Nhưng mà Xích Cao Bá Hầu đã vừa cho Quỳnh Tạ một viên đầu rồi anh em ơi. Một viên đầu khá là thốn rồi anh em ơi. Đấy, múa cả trời mà nó múa cả nó múa le lẹ lẹ luôn, sao mà chịu nổi anh em ơi. Trời ơi trong mặt hoa mắt ù tay luôn, đến ngay bệnh viện thuốc tay không. Trời, anh em thấy không, quái cả lòng thầy cái đâm ơn. Rồi còn đây bắt đầu Quỳnh Tạ cũng múa gọi là, nhưng mà không gọi là đáng kể cho lắm anh em ơi. Thằng này nó mua nhanh quá. Ôi một pha gọi là mít đến từ vị trí của xe màu áo. Quỳnh Tạ nó sao lắm. Trời ơi, nó nhảy hoàng bắn hai viên ngừ luôn em ơi. Quải cái lòng thì nó kích đam hay thiệt anh em ơi. Liệu Quỳnh Tạ coi là có thể chống chạy. Ê giết nó chơi đâu Quỳnh Tạ, chơi đâu Quỳnh Tạ. Đại thương rồi, tôi chết nó cả đây em ơi. Bình tĩnh anh em ơi, bình tĩnh nào anh em ơi, bình tĩnh nào anh em ơi, bình tĩnh nào anh em ơi, chuyện gì của nó. Trời, pha đó nhảy lên chi vậy trời. Quỳnh Tạ ơi, này nó bắn ma mị lắm Quỳnh Tạ ơi. Ráng đi Quỳnh Tạ ơi, tôi để tao cầu nguyện cho mày nha. Pa ka la ka ba la ta pa la ka pa la pa pa su ko pa la ka pa la pa lo pa na. Dẹp luôn đây. Má kiểu này xong rồi nè mà, kiểu này xong rồi nè mà, chưa gì nó ra, nó giả cho một đầu rồi mọi người. Rồi xong, hai viên giáp đi luôn. Chẳng lẽ là không ai ăn lại đó đâu nè. Trời ơi, hôm nay Quỳnh Tạ thua với tỷ số 8-0 hay sao đây anh em ơi. Chắc không bao giờ đâu anh em à. Hay, có một viên máu vàng đó từ vị trí của Quỳnh Tạ rồi mọi người ơi. Không tin được luôn á. Nếu mà gọi là ngày hôm nay Quỳnh Tạ thua với tỷ số 8-0 là chắc là lịch sử thế giới luôn đó anh em à. Trời ơi là trời, tôi chắc là tôi sẽ không bao giờ tin vào mắt mình luôn anh em ơi. Đây là không có một trận, không có gọi là dạng ship gì nha mọi người. Hai rồi anh em ơi. Cố lên cố lên Quỳnh Tạ. Quỳnh Tạ đi ngồi em ơi. Ui. Bây giờ anh Quỳnh Tạ tao mới bắt đầu nè. Bây giờ Quỳnh Tạ mới bắt đầu anh em ơi. Bắt đầu rồi, có lửa anh em ơi. Khoan thì hiện tại ngày hôm nay cuối tuần Subsina đã có chương trình sẽ leo lên đến gọi là 80-90% luôn nha tất cả anh em ơi. Luôn có những cuốn ít cực kỳ rẻ để cho anh em lựa chọn đấy. Có tất cả các loại server như là Thái Lan này, Brazil này, Indo này. Anh em cứ thoải mái mà vô để mà tìm hiểu luôn nha tất cả anh em ơi. Và hiện tại mình cũng đã mở sập DDI của Sina để chia sẻ tất cả loại đồ nhảy của dòng máy khác nhau. Nói chung là anh em nằm rút tâm không lên hoặc là tâm lung tâm lắc phun vàng tất cả trong đây hiểu. Nói chung là khó chịu thì anh em cứ gọi là đến sập đi bài của Sina. Đấy, nói chung là vừa ép và vừa đi bài độ nhảy thì mình có để dưới bình luận anh em ơi. Anh em có thể nhấp vô để mà tìm hiểu nha mọi người. Ok. Tả tôi đâu rồi? Quỳnh Tạ tôi đây rồi. Quỳnh Tạ tôi đây rồi. Đang rất chi là nhiệt tình múa máy tay chân rồi anh em ơi. Đây rồi đây rồi. Hay. Ui, kẹt rồi đứng nhá các bạn. Trời ơi là trời, nó bị kẹt rồi cho nó kẹt luôn đi. Còn nhả keo ăn chi nữa vậy anh Quỳnh. Anh Quỳnh tôi chơi fan play kiểu này là chắc tôi bay ạc luôn quá rồi đó. Nhanh lên, nhanh lên. Mày bán chỗ này là mất 50 củ đúng không? 80 củ đấy, không phải là con số ít đâu Quỳnh ơi. Hay. Ơi. Ráng kích giáp cũng được Quỳnh ơi, kích giáp cũng được Quỳnh ơi. Cứ ghẻ ghẻ nó một cuối chân treo là đẹp rồi Quỳnh ơi. Má ơi, quá căng rồi em ơi.
Và hiện tại anh em cũng đã biết rồi, tôi đã mở shop DBI cho anh em gọi là có thể tham khảo gọi là tất cả các đồ nhạy. Thấy anh em nào mà gọi là đang gọi là vuốt gọi là full vàng hay là vuốt không lên nổi đầu ấy thì gọi là anh em nhớ gọi là kéo xuống ở dưới bình luận nha mọi người. Đấy, nói chung là mình có gọi là hỗ trợ gọi là đồ nhạy cho anh em, gọi là hỗ trợ tư vấn cho tất cả anh em ở dưới nha anh em ơi. Anh em có thể nhấp vào đó để mà tìm hiểu nha mọi người. Hậu còn một máu thôi anh em ạ. Xin chào hậu còn một máu thôi. Cố lên Quỳnh, cố lên Quỳnh cho ta. Cái gì vậy? Sao vậy là sao? Nó còn có một máu mà quá. Trời, cái gì đang diễn ra vậy anh em ơi? Cái gì đang diễn ra rồi anh em ơi? Ma thật không thể tin được và tỷ số là 4-1 anh em ơi. Cái gì đang diễn ra? Ảo ma Canada vậy anh em? À, nhiều đây máu mà để nó lật kèo thì quái cái lòng thiệt em à. À, và đó thằng Quỳnh Tạ nó kích cố anh em ơi, nhưng mà không sao anh em ơi. Gắn lên Quỳnh Tạ ơi, Quỳnh Tạ ơi. Ôi Quỳnh Tạ, gì vậy? Quỳnh Tạ công thẳng luôn hả? Công thẳng luôn kìa. Ôi, ai? Rồi bắt đầu Quỳnh Tạ điên rồi anh em ơi. Còn bây giờ anh em cũng thấy rồi, ấy nó múa, nó chạy dèo dèo ông đĩa luôn. Nó làm gì vậy? Làm gì? Xích câu nó làm gì đó anh em? Gắn lên. Hay, một đầu ơi. Hay. Đến giờ anh Quỳnh Tạ của tao điên rồi anh em à. Quá đến giờ Quỳnh Tạ điên rồi anh em ơi. Anh em nào đang xem clip nhớ bỏ ra cho mình một nút like và một nút đăng ký nha anh em ơi, để giúp mình đạt được 20k like clip này nha mọi người và đạt được 500k subscribe ở kênh gọi là kênh Tuna VN này nha mọi người. Ok, cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Bắt đầu tay chân của Sách Trong ở hầu nó lủng củng rồi mọi người. À quá căng rồi anh em ơi, quá căng anh em ơi. Rồi anh em không thấy rồi không? Cho tôi thấy Quỳnh Tạ bắt đầu nóng tay rồi, điếu tay rồi đấy. Múa dèo dèo ông địa rồi đấy. Này. Ghê chưa. Từ. Đến bây giờ tôi mới anh em đã thấy rồi đấy. Ngày hôm nay tôi mới thấy gọi là Quỳnh Tạ nó bắn như thế này luôn á anh em à. Đấy, chứ hồi xưa nó bắn chậm rì rồi anh em ơi. Bây giờ chắc có lẽ là Quỳnh Tạ đã lên trình rồi anh em à, lên trình rồi anh em ơi. À, bá đạo từng hạt gạo rồi anh em ơi. Bắn những gọi là viên đạn gọi là chất lượng luôn anh em à. Đấy, cả hai bên đang muốn rất là căng thẳng anh em ơi. Xích cao thì đang gọi là chỉ là nhấp để kiếm gọi là đam để bô cuối chặn keo hay gì á anh em à. Vẫn chưa có một dấu hiệu nào mà hai đối phương công lên cả anh em ơi. Đấy, chỉ là những pha nhấp nhả thôi, coi nào dính đam thì nó lời máu thôi anh em ơi. Còn bên đây đó chính là Xích Cao, tôi đang xem coi nó nhấp như thế nào, có vô đầu hay không. Nhưng mà nãy giờ vẫn chưa có tình huống nào cả. Quỳnh Tạ, Xích Cao có dấu hiệu gọi là chạm mặt rồi anh em ơi, có dấu hiệu chạm mặt. Hai Quỳnh Tạ, ôi ba, cái gì à, what the fuck, ê cái gì anh em. Tôi vẫn chưa nhận thức được anh em ơi. Pha đó là Xích Cao nó bắn gọi là full đổ Quỳnh Tạ anh em à. Full đổ Quỳnh Tạ chỉ còn là 46 máu. Nhưng mà đâu đó Quỳnh Tạ cho nó một viên lật kèo luôn anh em ơi. Một viên full đỏ hình như kích được 2 gia tô anh em à. Thế nên là chỉ có là cần một viên gọi là Xích Cao mà hầu 3 màu luôn. Và tỷ số là 4 đều. Quá căng, hay quá anh em ơi. Mà Dán lên Quỳnh Tạ ơi. Ok, bắt đầu Quỳnh Tạ, tôi thấy Quỳnh Tạ nó điên rồi anh em à. Thấy anh em thấy không? Rồi Quỳnh Tạ điên rồi đó mày, Quỳnh Tạ điên rồi đó mày. Bắn bắt đầu vô tay nóng rồi đấy. Nóng rồi đấy, đấy nhảy keo các kiểu ông đẻ luôn á. Rồi. Má thằng kia nó cũng điên nữa em ơi, thằng kia nó đặt keo dèo dèo luôn em à. Má đúng là một trận đấu quá căng, quá hấp dẫn em ơi. Vâng, anh em thấy hai đối phương đang gọi là nhờn nhã nhau rất chơi là nhiều luôn em à. Rồi. Liệu có một tình huống nào? Liệu có một tình huống nào mà hở bè đến từ vị trí của hai đối phương và gọi là kích đầu nhau hay không đây? Nhưng mà hai đối phương đã bắt đầu gọi là bắn rất là kỹ, Quỳnh Tạ ngay cả gọi là Xích Cao hầu. Đấy anh em thấy không? Đặt chỉ là đặt keo thôi anh em à. Bây giờ bay ra là chỉ có bay đầu thôi anh em à. Nên rất là chuyên nghiệp trong những gọi là vấn đề đặt keo. Còn vấn đề vuốt tâm của họ gọi là thượng thừa của mẹ nó rồi anh em ơi. Quỳnh Tạ và Xích Cao. Quỳnh Tạ và Xích Cao ai sẽ thắng trong giải đấu này đây anh em ơi? Vâng. Bắt đầu bo thu vào, Quỳnh Tạ đã vào nhà. Xích Cao đang đứng đây. Quỳnh Tạ đang đứng đâu? Đứng ngay dưới đó đâu? Nhưng mà vẫn chưa có một pha nào kích vào đầu đến từ gì của Quỳnh Tạ. Nhưng mà Quỳnh Tạ đã yếu máu hơn rồi em ơi. Liệu có một pha lật kèo nào đến từ vị trí của Quỳnh Tạ hay không đây? Hay chỉ là một màn gọi là múa rồi là đến vòng bo cuối rồi ngẫm luôn đây. Quá kinh. Mà thật sự để mà nói là không có một khe hở nào để cho Quỳnh Tạ bắn luôn, nhưng mà thằng Quỳnh Tạ nó toàn múa. Nhưng mà vẫn có khe hở để cho Xích Cao hầu bắn. Anh em xem clip anh em đã thấy rồi đúng không? Nó rất chi là ảo luôn anh em ơi. Ảo thật đấy. Bắn thì anh em cũng thấy rồi, viên nào viên đó mát chất lượng phải các bạn luôn anh em à. Trời đó, thấy không, tôi vừa nói xong là một viên bay đầu đến thì chỉ của Quỳnh Tạ. Má tôi vẫn không thể nào tin được luôn á. Tôi hy vọng Quỳnh Tạ có thể lật nào 5 điều hay không đây anh em ơi. 5 điều đi mà Quỳnh ơi, 5 điều đi mà Quỳnh ơi. Bắn sẽ vãi lòng thiệt.
Chẳng lẽ giờ tôi không biết nói gì luôn anh em à. Bây giờ Quỳnh Tạ tôi nè, tôi nhờ rồi là bây giờ nó vô nó bắn thắng thua không quan trọng. Nó bỏ ra 50 củ nó chia ra cho tôi rồi, nếu mà nó thắng nó giúp tôi luôn anh em thấy không. Như vậy mới là anh em đẳng cấp anh em luôn. Đấy. Còn bây giờ anh em tan vô anh em tan vô xong rồi cái tôi đi kêu họ không bắn thì nói chung là quấy lòng lắm anh em ạ. Bởi vậy anh em đừng có tan vô. Tan nhưng mà phải chơi nha anh em. Chứ không mà hồi nó bắn anh em thấy không, nó bắn má bãi lòng luôn. Quá khó rồi anh em ơi. Tầm này là 74 rồi. Rất khó cho anh Quỳnh Tạ mọi người ơi. Rất khó luôn á. Má nó bắn. Trời ơi trời. Hai, tốt lắm rồi ơi. Anh em biết là 1-6 còn là kèo được mà, huống chi là 7-5 anh em. Chứ là 3 gao thôi. Ủa, 3 gao chắc chiêu thôi Quỳnh ơi. 3 gao chắc chiêu thôi Quỳnh ơi. Chán lên Quỳnh ơi. Chuyện gì còn đó thì chốt con bánh tâm Quỳnh ơi. À, 3 gao thôi Quỳnh. Bây giờ lên 7-6 là nó rung rồi. Bây giờ lên 1 gao nữa là 7-6 là nó rung rồi. Cố lên mình ơi, rất căng rồi anh em ơi, múa rất chi là căng rồi. Ui hay à. Cố lên. Á Quỳnh Tạ nó ổi dây lẹ luôn anh em thấy không. Nhưng mà bắn thì kích giá thôi anh em à. Đấy, còn nó còn 300 máu thôi anh em ơi, nó mất 200 máu rồi mọi người. Cố lên, quá căng rồi anh em ơi, quá căng hẳn rồi. Ui. Cái thằng kia nó bắn cái gì vậy anh em? Cái lỗ chút xíu như vậy nè anh em. Cái lỗ chút xíu như vậy mà nó bắn full đầu luôn anh em à. Nó mất ngủ luôn rồi. Má quản lòng vậy anh em ơi. Gì vậy Quỳnh ơi cố lên Quỳnh ơi, chuyện gì cũng có đó mà Quỳnh. Ôi. Má ơi luôn á. Cố lên Quỳnh ơi. Ra bỏ chơi luôn rồi. Hay. Trời ơi. À. Cô chịu thật sự luôn em à. Chẳng lẽ nào không ai đánh bại được xích cao má hậu sâu anh em? Đối thủ này cũng căng đấy, nhưng mà chưa đủ sức rồi. Hên thôi mày ơi. Mày kêu cái thằng Quỳnh Tạ chung tiền cho anh sớm nha. Biết rồi, có chơi có chịu mà. Quỳnh Tạ đằng nào mà bẹp mày ơi. Lo làm cái gì không biết nữa. Lần sau có quay lại đem mấy thằng có trình cỡ Hà Lần mà son đấy nha. Tôi đi ăn đây. Cô